hành trình liễu sinh thoát tự hồ niệm người lâm chung quán niệm về khổ của lục đạo luân hồi chúng sinh nơi địa ngục chịu cực hình thiêu đốt ngạ quỷ đói hành hạ bàn sinh ăn lẫn nhau người chịu khổ đoản mạng a tu la tranh đấu ganh tị suốt đêm ngày chư thiên khổ đau ấy năm tướng suy xuất hiện cõi luân hồi vĩnh viễn chẳng an vui bao giờ kinh tứ niệm xứ dạy rằng sự đau đớn trong tám địa ngục hỏa thiêu và tám địa ngục hàng băng vượt ngoài sức nghĩ bàn ngạ quỷ bị đói khát hành hạ súc sinh chịu cái khổ bị ăn tươi nuốt sống hoặc phải chịu cảnh nô lệ loài người chịu cái khổ của sinh già bệnh chết cõi trời chịu cái khổ của sự chết thoái chuyển và đọa vào ác đạo nói tóm lại không chỉ những khổ đau đầy rẫy các cõi luân hồi mà ngay cả những hiện tướng hạnh phúc và bình an ở đó cuối cùng cũng kết thúc bằng khổ đau vì vậy hành giả cần phải nỗ lực tinh tiến tu tập để thoát luân hồi sinh tử Bồ Tát Long Thọ dạy rằng cõi luân hồi là cảnh giới của trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nơi bị nghiệp lực chi phối xoay vần luân chuyển. Phải hiểu rõ rằng tái sinh vào cõi luân hồi sẽ phải chịu trăm ngàn khổ đau. Cụ thể, bạn hãy quán niệm như sau: a, à, khổ đau trong các cõi thấp. Thứ nhất, hãy thiền quán về nỗi đau khổ trong cõi địa ngục trong địa ngục nóng bạn bị thiêu đốt suốt ngày đêm bởi những ngọn lửa lớn ngục trời thân thể rực cháy như một hòn thang trong bếp lò bạn đau đớn cùng cực gào hét không ra tiếng không những thế do nghiệp cảm ra bạn cùng những tội nhân khác còn đánh đập lẫn nhau chết đi sống lại hàng vạn lần bị thiêu đốt hay giam giữ trong hai ngôi nhà lửa lồng vào nhau mà không thể thoát ra trong các địa ngục này nỗi khổ đau trong địa ngục vô gián là kinh hoàng nhất tiếp đến bạn quán chiếu về địa ngục lạnh nơi có những ngọn núi tuyết phủ kín âm u lạnh giá trời tối đen đến nỗi bạn không thể thấy được những chuyển động của cánh tay mình mặt đất là một cánh đồng băng một cơn bão hoành hành ở trên cao và cuồng phong nhức buốt không có lửa mặt trời y phục hay bất kỳ cách nào để bạn sưởi ấm da thịt bạn nứt nẻ như thửa ruộng hạn hán và bạn lạnh đến nỗi bị đóng băng không thể di chuyển mỗi giọt máu rơi xuống từ vết nứt nẻ trên thân thể vẫn gắn liền với ý thức của bạn nên khi nó đông cứng lại và nứt ra vì lạnh bạn cũng gánh chịu trọn vẹn nỗi đau khổ tột cùng đó trong quan kiến phật giáo có tám địa ngục như thế lần lượt mỗi địa ngục sau lại lạnh hơn địa ngục trước thứ hai là nỗi khổ của ngạ quỷ do ác nghiệp keo sẻng trộm cắp đã tạo bạn có thể tái sinh làm loài quỷ đói với hình thù xấu xí bụng to như cái trống cổ nhỏ như cây kim ăn uống toàn những đồ nhơ bẩn hoặc bị đói cả ngàn năm không có gì để ăn hãy nghĩ đến cơn đói của bạn thông thường bạn không thể chịu được cảm giác cuồn cào đó mà lập tức phải đi kiếm ngay một cái gì đó để lấp đầy bao tử. Vậy mà ngạ quỷ phải chịu đựng nỗi khổ đói khát gấp bội lần như thế trong hàng nghìn năm. Thứ ba là nỗi khổ của loài súc sinh. Loài này phải chịu đựng năm loại khổ. Nỗi khổ ăn thịt lẫn nhau, nỗi khổ do ngu si ám chướng, nỗi khổ chịu nóng lạnh, nỗi khổ chịu đói khát. Nỗi khổ bị khai thác đọa đầy hoặc sai làm việc nặng, hãy tưởng tượng bạn tái sinh là một loài thú trong tự nhiên. Cuộc sống của bạn không hề tự do như bạn nghĩ. Thực tế, các loài thú không lúc nào thảnh thơi vì phải chiến đấu sinh tồn, vừa lo kiếm ăn qua ngày, vừa đề phòng bị kẻ khác ăn thịt. Nỗi khổ đối khác khi bạn không kiếm được thức ăn cũng không thua gì loài ngạ quỷ. Hãy tưởng tượng bạn tái sinh thành loài gia súc và gia cầm, có lẽ bạn sẽ được con người nuôi no đủ hơn, nhưng cả đời bạn sẽ bị ngược đãi. Khi còn sức khỏe, bạn bị loài người khai thác, trâu bò phải kéo cày, gà vịt phải đẻ trứng. Và khi trở nên già cỗi, không còn khả năng phục vụ nhu cầu con người nữa, bạn sẽ bị mổ bụng phanh thay để ăn thịt. Hãy thử cảm nhận nỗi đau đớn khi con dao bầu của người mà bạn đã phục vụ cả đời và gọi là ông chủ đâm vào cổ của bạn. Hãy xem họ uống máu của bạn và xẻ toan thân thể bạn ra trước khi ướp gia vị và nướng bạn trên một cái lò than. Bạn có thể chấp nhận hành động này không? Nếu như súc sinh biết nói, thì những lời oán thán của chúng hẳn kinh động cả đất trời. Bạn còn khổ sở vì sự ngu si, thậm chí không biết mình đang được dẫn đến nơi ăn cỏ hay lò sát sinh. Bạn chịu khổ vì lạnh và nóng, mùa hè thì mặt trời thiêu đốt, mùa đông thì chết vì giá lạnh. Bạn cần nhận thức một cách sâu sắc rằng mình sẽ khốn đốn đến mức độ nào nếu phải tái sinh là một hữu tình như vậy. B. Nỗi khổ trong ba cõi cao hơn. Nỗi khổ của cõi người gồm tám loại chính. Sinh khổ, sau khi đã vào bào thai mẹ và cho đến khi ra đời bạn trải qua từng nỗi khổ liên kết với năm giai đoạn phát triển bào thai và với từng thời kỳ thân thể phát triển khi ở trong bào thai tưởng tượng bạn bị đặt trong một cái nồi sắt đầy những thứ nhơ uế khác nhau nắp đậy tối om không cách gì bạn có thể ở lại đấy một ngày vậy mà bạn phải ở trong cái thai đầy mùi hôi và bóng tối ấy trong chín tháng rưỡi khi sinh ra bạn đau như là thân thể bị siết bằng đinh ốc khi bạn chui ra bạn giống như bò bị lột da và khi bạn được đặt trên một cái gối dù mềm mại đến đâu cũng như thể bị ném trên gai khi gió thổi bạn cảm giác như bị gươm đâm khi mẹ bế bạn vào lòng cảm giác sẽ như một chú chim sẻ đang bị cắp trong móng diều hâu những điều ấy làm cho bạn kinh hãi già khổ thân thể héo mòn sức khỏe tàn tạ các căn suy sụp sự thưởng thức ngũ dục thoái hóa mạng sống giảm dần những giác quan trí tuệ trở nên đờ đẫn thân thể bạn cong xuống như cây cung bạn ngồi xuống đứng lên một cách khó nhọc tóc bạn bạc trắng da nhiều nếp nhăn bạn trở nên xấu xí như một kẻ ăn mày nếp nhăn và tóc bạc là những dấu hiệu báo hiệu rằng thần chết sắp mang bạn đi và bạn sẽ phải trải nghiệm nỗi khổ đau vì pháp phỏng sợ lo cho cái chết sắp đến. bạn đau khổ vì cơ thể thay đổi bệnh tật dằn vặt dày vò bạn từng phút từng giờ khi lâm bệnh dù nặng hay nhẹ bạn thấy mình mất đi sức lực và sự chủ động tự do tương đối vốn có vì những đau đớn lấn át khiến bạn không còn thiết tha ham muốn bất cứ thú vui sự hưởng thụ nào cơ thể gầy mòn khô héo dù cho bạn đang tuổi xuân nếu bị bệnh nặng bạn càng lo sợ vì sự sống đang rời xa mình bạn tiếc nuối những gì mình đang làm dở hay ân hận vì đã không thực hành phật pháp bởi cho đến lúc này khi bệnh tật đã chế ngự thì bạn chẳng còn đủ sức khỏe và minh mẫn để thực hành nếu gặp một cơn bệnh đột ngột dẫn đến tử vong bạn thậm chí không còn cơ hội để lại lời trăn trối khi thực hành quán niệm về bệnh khổ bạn cũng có thể quán chiếu chi tiết về từng loại bệnh mỗi loại sẽ gây ra cho bạn những đau đớn và những bất hạnh khác nhau chết khổ khi cái chết đến bạn bắt buộc phải chia ly với thân thể mà bạn vẫn tự nhận là cái tôi của mình với gia đình người thân với tài sản và mọi sự sở hữu tất cả đều phải bỏ lại khi chết bạn phải trải qua nỗi đau đớn mãnh liệt của thân xác và sự sợ hãi khủng khiếp trong tâm khi cái chết đến bạn không có cách gì ngăn chặn hay lãng tránh nó khổ vì yêu mến phải lìa xa có nghĩa là bạn phải xa lìa những người đối tượng hay hoàn cảnh mà mình yêu thích đây là nỗi khổ bạn có thể thấy phổ biến trong cuộc sống khổ vì oán ghét hận thù mà phải gặp gỡ ngược lại với nỗi khổ trên bạn lại càng khổ sở ức chế đọa đầy khi phải gặp gỡ chung sống với những người đối tượng hay hoàn cảnh mà mình chán ghét khổ vì mong cầu không được nguyên nhân của nỗi khổ này là do chính tâm không biết đủ của bạn dù có được những gì mình muốn bạn lại tiếp tục mong cầu nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa kết quả là bạn chẳng bao giờ thỏa mãn luôn chạy theo vọng tưởng và những thứ mình không có năm ấm suý thịnh khổ nỗi khổ chi phối tất cả khổ của loài người là năm ấm suý thịnh khổ nghĩa là trong năm yếu tố tạo nên bản ngã gồm sắc thuộc phần vật chất và thân tứ đại thọ là cảm thọ tưởng là tư tưởng hình ảnh tâm của chúng ta Hành là sự vận hành dòng tâm, thức là tâm thức tổng thể. Nếu không thể hòa đồng mà lại có yếu tố nào thịnh quá sẽ khiến tạo nên sự mất cân bằng, gây ra khổ đau thân tâm. Chúng ta cần chiêm nghiệm lại về những loại khổ đau nói trên. Đó thực sự là những gì gắn liền với đời sống thường nhật của chúng ta. Chúng ta hàng ngày chịu đựng biết bao nỗi khổ như thế nhưng dường như lại chẳng hề thấy mình đang đau khổ hoặc giả có thấy thì cũng không biết làm gì để cải thiện tình hình giờ đây hãy quán chiếu về chúng nhận ra rằng chúng đều sinh khởi từ trong tâm và chúng ta chính là người có khả năng chuyển hóa chúng hiểu được sâu sắc về điều này dần dần chúng ta có thể tự giải phóng mình khỏi những nỗi khổ đau ngay trong đời sống hiện tại nỗi đau khổ của cõi atula cõi atula thấp hơn cõi trời và là cảnh giới gần cõi trời chúng sinh cõi này tuy cũng được hưởng đời sống vật chất sung sướng nhưng luôn có tâm đố kỵ ganh ghét dẫn đến nạn hay đi đánh nhau với chư thiên cõi trời họ cứ thế tranh đấu cả đời và thường bị thua cuộc phải đối diện với sự thất bại cái chết đau đớn trên chiến trường mưa tại cõi này thường ra gươm đau nên cảnh giới atula cũng tràn đầy sự khổ đau nỗi khổ đau của cõi trời các chúng sinh cõi trời tuy thọ mạng dài lâu sung sướng thụ hưởng vật chất dục lạc nhưng bởi quá no đủ thỏa thê nên dường như không bao giờ nghĩ đến nhu cầu tu tập tâm linh hay tìm nơi nương tựa vững chắc vì tuổi thọ rất dài nhưng cũng có ngày chấm dứt họ phải trải nghiệm sự đọa lạc xuống cõi thấp hơn khi hết phúc báo trước khi chết năm tướng suy xuất hiện những chúng sinh này bị chư thiên bạn bè bỏ rơi và phải sống quãng thời gian cực kỳ cô độc khổ đau bởi sắp phải xa rời cảnh khoái lạc ngoài ra là những nỗi khổ bị vị trời cao cấp hơn đe dọa đẩy mình ra khỏi trú xứ khổ vì bị thương tật què hoặc trong các trận chiến với Atula. Cho nên, dù cảnh giới cõi trời được tính là sung sướng, nhưng lại chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, để được sinh lên cõi trời, chúng sinh cũng phải tạo nhiều nhân lành như phước thí cho người nghèo đói, luôn sống tốt, không làm tổn hại đến ai, giúp đỡ tất cả mọi người khi cần thiết bằng tâm hoan hỷ, không vì danh lợi vì sinh lên cõi trời không phải là hạnh phúc vĩnh cửu nên cõi trời vẫn được tính trong lục đạo bị thiêu đốt trong vòng lửa luân hồi sinh tử trên đây trình bày một cách tóm lược toàn bộ nỗi khổ đau trong luân hồi sinh tử quán chiếu như vậy sẽ giúp bạn nhận thức được rõ ràng những nỗi khổ này bạn sẽ có thể từng bước xả bỏ những bám chấp luyến ái thế gian ngay khi bạn hiểu một cách đúng đắn về những khổ đau của cuộc sống luân hồi cuộc sống hiện tại của bạn sẽ bớt khổ đau và trở nên an vui vì khổ đau đã mất dần sức mạnh chi phối bạn bạn phát tâm mạnh mẽ hướng đến thực hành tâm linh để có một đời sống giá trị và hữu ích hơn thế nữa bạn sẽ dễ dàng phát triển tâm từ bi cảm thông và yêu thương mọi người mọi loài bởi bạn thấu hiểu mọi nỗi khổ đau mà các chúng sinh khác phải chịu đựng họ thậm chí còn đau khổ hơn bạn rất nhiều vì sinh ở các cõi thấp hơn và căn bản bởi vì sự vô minh thiếu hiểu biết của họ điều này càng giúp bạn có thêm động cơ mạnh mẽ để tu tập giác ngộ đem lại lợi ích cho hết thảy hữu tình như vậy bạn đã được giới thiệu một cách khái quát với những nội dung phần nhiều mang tính gợi mở về pháp thực hành bốn pháp quán xoay tâm về với pháp hay tứ niệm pháp đây là pháp thực hành căn bản nền tảng nhất của mọi thực hành tâm linh của cả tam thừa phật giáo từ nguyên thủy đến đại thừa và kim cương thừa không chỉ dừng lại ở những hiểu biết lý thuyết bạn cần thực hành một cách tinh tiến pháp quán niệm này trong các thời khóa tu hàng ngày để việc thiền quán trở nên hiệu quả và có tác động thực sự lên dòng tâm thức, tự bản thân bạn phải nhiệt tâm đào sâu chính tư duy, phải khiến cho pháp quán khắc sâu vào tâm bạn giống như những đường điêu khắc trên gỗ không thể xóa mờ. Hơn nữa, phải làm sao cho những nội dung quán niệm đó hiện diện trong đời sống thường nhật của bạn chứ không phải chỉ trong lúc khoanh chân ngồi thiền. Vì Phật pháp và chính kiến cần phải được thực hành trong đời sống, bạn phải cảm nhận thấy sự thay đổi trong cách sống, thói quen và thái độ sống của chính mình. Bạn cũng không nên chần chừ lần lửa mà cần bắt tay ngay vào thực hành tu tập. Nếu không, bạn vẫn hoàn toàn chưa hiểu biết gì về vô thường và khổ luân hồi. Với mỗi pháp trong bốn pháp quán niệm, bạn có thể chia nhỏ theo từng đề mục như trình bày gợi ý ở trên trước khi bước vào thực hành hãy đọc kỹ chiêm nghiệm sâu sắc về nội dung từng đề mục và dành thời gian thiền quán từng đề mục đó lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi hiểu biết thực sự thuộc về bạn và bạn có thể phát triển những cảm nhận cụ thể của bản thân về từng đề mục đến một mức độ nhất định bạn có thể quán niệm những đề mục này một cách nhậm vận tự nhiên trong từng việc làm thế gian, từng chi tiết nhỏ nhiệm của cuộc sống mà mình đang trải nghiệm. Khi đó, toàn bộ cuộc sống hiện tại cũng như những chặng hành trình sinh tử bạn trải qua sẽ trở thành một tứ niệm pháp vĩ đại. Bạn sẽ đạt được sự hoan hỷ, chủ động, tự tại, sẽ phát triển tâm từ bi

Yeah. Wow.